Chào cả nhà nha, chúng ta lại gặp nhau. Hôm nay mình là Hằng, mình Hoa Đại Dương. Hôm nay mình chia sẻ cho cả nhà đây cắm là cái hộp đây là gọi là hộp lục bình nha cả nhà. Mình cắm tại đây mình cắm cho khách, mình cắm chủ yếu là trong vàng thôi. Mình cắm phiến vàng, hồng vàng với lại hồng mỡ gà, tất cả đều là màu vàng đó. Rồi trước tiên mình cắm cho mình cái hộp đây là mình dây đi, mình buộc sẵn rồi từ từ mình để mình cột nó. Ví dụ như cả nhà phải nhớ cái cục form này mình ngâm nước, mình thả từ từ, rồi xong mình lấy đồ mình bọc nó lại vậy nè. Nhiều lúc ở ngoài, ví dụ như ở ngoài chợ, ngày chợ ho nó có sẽ bán cái đồ bọc, nhưng mà mình sẽ tiết kiệm, mình sẽ lấy cái bọc á, mình bọc ở dưới cho hơi nước nó rơi rớt xuống dưới. Rồi bây giờ bắt đầu mình cắm thôi, mình bỏ lên. Trước khi mình bỏ lên cho nó giữ cái cục, nó giữ cái vỏ nha cả nhà. Rồi mình lấy hai cái cây mình sẽ để một cái cây ở trước, một cái cây ở sau. Mình lấy cái kéo đây, mình đè, mình đặt xuống cho nó xuống cái form đây, và mình lấy cái dây đây mình buộc sẵn rồi, mình buộc bốn sợi. Mình buộc cái dây để cho nó khỏi riết, mình riết mạnh xuống cái làm cho nó khỏi bể form đó. Một đoạn, hai đoạn hóa mình phải cột hai đoạn nha, mình riết mạnh xuống như này đó. Một phần tiếp theo bên đây cũng vậy, cái nhà mới phải cột. Ví dụ như này mình nhớ một đoạn này, hai đoạn này mình phải luồn vô dây hai đoạn đó, mình cột cứng lên lại đó. Cái nhà thấy không, mình phải có, nhiều lúc mình phải có hai cái cây đây thì nó đỡ lại, chứ mình mà không có, ví dụ như mình không còn lấy hai cây, mình lấy hai cái gốc hồng á, mình phải để dưới đây, mình riết hai cái cây nó chịu xuống là nó sẽ không có bể form. Chứ cả nhà mà không để hai cây này, nhiều lúc mình ra mình đi vòng chuyển đi đây, gió ơi, nó lắc qua lắc lại lắc tới là cái dây nó cứa cái cục form á, là cục form nó tức làm đôi luôn, phong phụ mình cũng đi theo đó luôn. Rồi bây giờ bắt đầu mình cắm, hôm nay mình sẽ cắm thắt. Thì mình sẽ cắm thắt chủ đạo. Đây là lá bách hợp, chuẩn bị cho mình khoảng bó lá bách hợp, mình cắm cái nền lá không sâu nha. Nhớ hoa lá cành gì mình phải cắt chéo 45 độ. Còn ví dụ như cái cành nào nó dài quá, cả nhà phải cắt làm đôi. Nó cắt làm đôi như này, cắt nữa mình để mình chia ở sau. Rồi mình vuốt ở dưới, nhớ mình phải vuốt cho nó nhỏ xíu, mình phải xéo gốc 45 độ nha. Rồi mình cắm cái nền lá nó không sao, này nó còn cái dư này, còn dư đây thì mình để nó sau, mình chia ra đó, mình cắm, mình chia lại, có nhà mình thấy không, để mình chia sau lại, tại cái đi nó xấu, nó dưới nó không xấu, mình chia ra lại. Rồi cái đây mình quay lại, mình cắm cũng cắt làm đôi luôn, từ từ đó, vuốt gốc 45 độ. Rồi cái đây nó còn này cả nhà, cái đây nó còn này. Rồi mình nhớ lặp cho nó, mình cắm xuống dưới. Rồi mình quay lại, mình cắm lên sau đây. Đó, cho nó chia cái form lại à. Rồi, bây giờ bắt đầu mình sẽ cắm. Hôm nay mình sẽ cắm theo mẫu, mình sẽ cắm cái đi là lá lan. Mình sẽ cuốn lá lan trước. Cái lan này đây mình cuốn, mình sẽ cắm. Đó, mình chia xuống. Cả nhà phải cuốn, ví dụ như cuốn ở dưới cái nền, ở dưới trước đi. Đó, mình sẽ cắm không nên mình không cắm được quá. Rồi mình cắm ở dưới cái hàng lên dưới trên trước đây. Cái lá lan mình cuốn lại. Nhiều lúc mình lá lan này mình cắt cái mình vuốt cây, rồi mình tay mình xây lại mình vuốt cái nhị nữa. Rồi ở đây mình muốn cho nó cuốn tròn, mình cuốn ở trên cái lá hỏng này, đó, chọt vô. Vuốt. Còn mà muốn cái lá nhỏ thì cả nhà mình phải vuốt cho nó nhỏ. Đó, mình kéo một đường kéo lại cho nó nhỏ. Rồi mình lấy đây. Ở trên đây mình cắm nhỏ hơn, chút xíu. Ép mấy lá nó lại. Ở giá, ở dưới lá to, còn ở trên lá nhỏ. Rồi mình vuốt một đường cho nó nhỏ nhỏ lại. Nhỏ nhỏ thì nhỏ nó ha. Rồi. Đó, ví dụ như một hai lá, lá để xiên gối lên, nó xiên kỹ nhau nha. Bên đây lá to, còn ở trên đây thì lá nhỏ, mình sẽ cắt lại. Mình nhớ cả nhà vuốt xíu rồi cho nó
ở trên đây trộn xuống. Đây, mà cái này chuẩn bị cho mình khoảng 10 lá lan thôi nha. Rồi, còn một lá nữa là xong. Rồi, bây giờ cái nền lá xong rồi, bây giờ bắt đầu mình cắm bông. Cả nhà ví dụ như mình cắm hoa phiến, cả nhà phải chuẩn bị cho mình thêm cái con dao cắt giấy ra, nó cũng bị xét rồi nhưng mà vẫn còn cắm được đó, để mình gọt phiến. Rồi mình cắm hoa phiến lên trước. Tại cái phiến đây, đây cả nhà, đây là phiến màu vàng. Màu vàng phải phiến, cái màu vàng là cái góc nó yếu, mình phải cắm hoa phiến trước, mình cắm hoa hồng sau, mình phải phân loại ra trước. Rồi cành nào cứng thì mình cắm trước. Rồi mình cắm phiến trước này thì nhớ. Còn phiến nó còn gọi là mắm chó, à mắm sói nha cả nhà. Rồi xéo quá. Mình cắm phiến trước rồi xong mình cắm hoa hồng sau nha. Nó giúp có 45 độ. Cái nhà cái nào cứng thì mình sẽ cho nó đứng lên nha. Còn cái nào yếu mình sẽ cho nó cách thôi nó thấp xuống. Đây, còn ví dụ như chỗ mình á, là ví dụ như mình chia sẻ cái nhà và mình phải lên cái nền lá trước rồi mình cắm phong sâu. Còn ví dụ như anh chị nào mà muốn theo cái phong cách của người nào thì mình theo phong cách của người đó. Ví dụ như cắm lá trước cắm phong cũng được. Tại vì sao nhiều lúc á mình cắm là chuyên viên á, cái nhà mà lên cái nền lá trước và nó đầy hết á. Thứ nhất là ví dụ như là cái phong mình đâu thấy phong mà mình cắm cái cây này, ví dụ như cây đây nó chọt vô, cái cây khác nó sẽ chọt vô, hai cây nó chọt vô, mình sẽ không có nước mà mình biết nào cũng không có cắm cho cái lá mà chi hết đâu. Rồi cái này mình cắm cây cho mình khoảng một bó nha. Một bó của nó 10 cành, mình cắm đi 10 cành thôi. Đây, cái nhà phải cắm hoa phiến trước. Rồi chính giữa đây cắm vô đó. Rồi hoa phiến cắm xong rồi bắt đầu mình cắm hoa. Hoa hồng thì mình cắm kéo thì nó lại nó nhanh hơn. Còn ví dụ như cả nhà không cần mua kéo, mình mua cái con dao để cắt giấy thôi cũng rẻ hơn 12.000, nhưng mà mình cắm chắc con năm nó cắm sập nhưng mình không bỏ được. Rồi hoa đây hoa hồng vàng mình cắm trước. Rồi mình dây hồng vàng mình cắm xiên kẽ hồng vàng vô trước nha cả nhà. Xiên kẽ với là xiên ấy, từ từ mình cắm là xong, mình làm cắm sau nha cả nhà, mình cắm đi cho nó đẹp. Rồi ngay chỗ nào mà hồng thì ngay chỗ nào mình cắm phiến nó cắm thì sẽ cắm hoa hồng vô đó. Mình cắm phiến vô cái là hoa hồng mình cắm là nó dễ. Tại biết nhau cả nhà, phiến là cái góc nó to hơn hoa hồng là mình phải cắm cái góc to vô trước rồi cái góc nhỏ mình cắm vô sau, chứ không phải là mình cắm cái góc nhỏ vô lấy cái góc to mình cắm vô đâu có được đâu. Cắm chiêu viên là mình phải đo trước nha cả nhà, mình phải đo trước cái góc nó làm sao mình mới cắm được. Ví dụ như cả nhà mình làm cánh á, cái hoa hồng á, mình phải làm cái, mình phải có cách biết cách mình làm cái cánh hồng nha. Chứ nhiều lúc mình rứt lên cái
là như cái nhà này thấy không, nó sẽ ở dưới đây nó sẽ còn cái ống, mình cái hòm hòm mình làm cánh á, mình phải lật, ví dụ như mình lật xíu qua, mình cầm mấy hòm đây mình xây qua cái đó là nó lấy từ dưới gốc nó lấy lên luôn hết luôn. Rồi, mình cắm hòm vàng xong rồi, bắt đầu mình sẽ cắm hòm mở gà nha cả nhà. Đây hòm mở gà đây mình cũng xen vô. Tại mình cắm tông vàng mà chứ mình đâu không có cắm cái tông khác. Nói chung mình biết sao mình chia sẻ cả nhà cái đó thôi. Còn ví dụ như cả nhà ví dụ như mà chưa cắm hoa gì được á, nếu có cần lên đó thì cả nhà cứ bình luận ở dưới mà mình làm mình trả video cho cả nhà nha. Rồi mình cũng xin kỹ vô chỗ nào, coi thử chỗ nào. Mình sẽ cắm cho nó nhón ra chính giữa nha. Là cái hoa mở gà để cho nó nhiều nha. Rồi mình đó mình xiên vô chính giữa. Chủ yếu mình làm thì nhón chính giữa. Đây chỗ đây nó dư một con mang cái nhà tốt cả lại. Nhớ mình phải cắt xíu gấp 45 độ nha. Rồi, bây giờ cái hoa đó kín rồi, bây giờ bắt đầu mình đệm lá lên bông đệm vô nha. Đây, mình đệm ở đây, mình đệm lá nuôi trồn nha các nhà. Rồi, lá đeo chèm đây, nhớ mình phải vuốt cái góc ở dưới này cho nó sập hết đi. Cho nó cắm vô cho nó bền. Rồi, mình... đó. Rồi mình xin kiếm luôn. Đây, cái lá nuôi trồn mình cắm xong đi, giờ mình sẽ đệm hobby lên cái nhà. Đây, giai đoạn cuối cùng là hobby nữa là xong cái hộp của mình là xong. Đây, chỗ nào trống thì mình đệm hobby vô. Đó. Ở đây nó còn trống này mình sẽ đệm hoa bi vô. Có nhiều lúc cả nhà biết sao mình phải cắm như này mình phải đệm cho nó kín vô. Có nhiều lúc cả nhà ví dụ như mình cắm ví dụ như mình giao cho khách đi mà mình cắm nở quá người ta chụp hình là ví dụ như nó sẽ xấu không đẹp. Còn mình cắm ở nhà thì mình cắm hơi xui đây chứ cũng được. Rồi mình cắt ví dụ như hoa bi về mình cắt mình lấy hai ngón tay đây mình chọt vô đó cho nó nghệ thuật chút xíu. Đây còn thiếu để mình còn lấy cặp bì nữa. Đây, bì đây. Đây, đó mình đem hobby gì đơn giản cái nào trống thì mình đem hobby lại thôi. Đây, tới đây cái bình của mình là xong cái hộp của mình xong như cả nhà. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi cả nhà. Ví dụ như cả nhà thấy hay quá, khuyến mãi cho một like. Còn ví dụ như cả nhà ví dụ như có yêu hoa lá cành gì á, nhớ đăng ký kênh Hoa Đại Dương .com cả nhà. Rồi chào và tạm biệt. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đưa tế bào.